Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giam đối tượng Trần Thanh Sang về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào năm 2017, Trần Thanh Sang có mua xe ô tô nhãn hiệu Kia Rondo loại 7 chỗ với số tiền 830 triệu đồng. Trong đó, vay ngân hàng VIB chi nhánh Đồng Tháp 590 triệu đồng bằng việc thế chấp giấy đăng ký xe ô tô. Đến tháng 10 năm 2020, do nợ nần trong việc kinh doanh, Sang đặt mua trên mạng giấy đăng ký xe ô tô giả, rồi mang giấy tờ giả và xe đi cầm cho anh Huỳnh Thanh Phú với giá 250 triệu đồng, thì bị nạn nhân trình báo cơ quan công an.